Anh nhắc mọi người, như đã hứa với mọi người ở video lần trước, Son đã ghi hình lại full buổi bắn pháo hoa của sinh nhật Gấu Brown để cho các bạn không có thời gian tham gia cũng có thể xem lại nha. Ngoài ra, vào ngày 9 và ngày 10, pháo hoa vẫn sẽ được bắn vào lúc 7 giờ tối ngoài đời thực của tụi mình nha. Bạn nào mà chưa xem vào ngày 8 tháng 8 thì có thể rủ bạn bè mình cùng vào ngắm pháo hoa để thêm phần ý nghĩa nè. Giờ thì ok, vào thôi. We'll be right back.
tới đây là kết thúc rồi. Cảm ơn em bé của Son đã cùng Son ngắm một cái màn pháo hoa tuyệt đẹp. Mong là những sự kiện sắp tới chúng ta sẽ luôn được đón cùng nhau nhé. Và mọi người cũng đừng quên like, share và đăng ký kênh để ủng hộ Son ra thêm nhiều video mới hay hơn nhé. Son cảm ơn và chúc mọi người chơi game vui vẻ. See ya.